Ông này á ăn cũng lành mạnh chạy marathon, mặc dù mình thấy bên ngoài ông này bự con ông này do đó cái chuyện mà lượng cái BMI này á nó không chính xác lắm trong, trong sau này chúng ta biết là nhiều khi chúng ta phải dùng cái tỷ lệ là waist hip ratio đó, tỷ lệ là eo hông đó. Cho đó chúng ta thấy là nếu một người mà tư thể trạng mập mà mập mạnh nhưng mà hoạt động thể lực rất là tốt thì cái tỷ lệ mỡ trong cơ thể nó cũng không phải là cao lắm. Ngược lại có một số người nhìn bề ngoài thì có vẻ gầy, BMI rất là ok nhưng mà ít hoạt động thì coi chừng cái tỷ lệ mỡ nó khác. Đây là một ví dụ thôi. Mình nói lên cái vụ mà cái BMI này nó chưa hẳn là nói là mọi chuyện. Do đó chúng ta phải tính toán vòng hông, vòng eo, tỷ lệ với nhau nữa. Và đặc điểm người châu Á chúng ta là thấp người, do đó là nhiều khi là tôi thấy rất nhiều phụ nữ á, thì BMI chúng ta tính ra rất là không 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 cao nhiều nhưng mà người rất là tròn và nó cái vòng 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 eo nó rất là to, đặc biệt các phụ nữ mà sinh nhiều rồi sau này có nhức mỏi là có uống thêm corticoid, cái này chúng ta gặp rất rất nhiều và cái vấn đề mà rối loạn chuyển hóa cái những cái nhóm này á, là phải nói là chưa được nghiên cứu kỹ lắm. Đây là ví dụ chúng ta thấy là khá là khác biệt khá là nhiều, 9.1 và 21.2. Ở đây là những cái thông tin đầu tiên về cái chuyện mà mỡ trong cơ thể. Thì ở Việt Nam là như thế nào? Ở Việt Nam chúng ta thấy là cái vấn đề là béo phì vùng bụng tăng áp đoạn lipid máu, đây là các cái rất là phổ biến ở bệnh nhân đái tháo đường Việt Nam. Đây là các cái tỷ lệ gặp. Chúng ta thấy là đó cái tỷ lệ giữa cái đái tháo đường trẻ và sau 40 tuổi thì chúng ta thấy là béo cái vấn đề béo phì béo bụng tăng huyết áp với lại là lipid máu nó tương đương nhau, chỉ có tăng huyết áp thì nó hơi có khác chút, còn hai kia y hệt nhau, khởi phát lúc trẻ và khởi phát muộn. Rồi đây cái slide này thì chúng ta nhắc đi nhắc lại rất là nhiều nhưng mà phải nói là cái này rất quan trọng ha. Thì chúng ta nhớ là trong cái tăng huyết áp cũng vậy, phải đánh giá nguy cơ chứ không phải chúng ta dựa trên cái số đo huyết áp. Tăng huyết áp hiện giờ là nếu theo ISH á, thì như vậy là cũng có nguy cơ rất cao cao và vừa. Thì trong đái tháo đường cũng vậy, cái vấn đề HbA1c rồi vấn đề đường huyết như thế nào thì là một chuyện. Cái chuyện thứ hai là phải có các cái cổ con đít có chưa, đã có bệnh tim mạch chưa, nếu mà có những cái này thì nguy cơ rất cao. Tổn thương cơ quan đít khác là gì? Tổn thương đít đó là thứ nhất là thận, đó là đạm niệu tính bằng cái ACE, UACE hoặc là vi đạm niệu, vi albumin. Sắp tới trong năm tới chúng ta sẽ triển khai nè. GFR dưới 30, phì đại thất trái hoặc là bệnh lý vòng mạc, nó có một cái này gọi là tổn thương cơ đít. Còn yếu tố nguy cơ đó là tuổi, tăng huyết áp, đó là lipid máu, hút thuốc, béo phì, bốn cái. Cái thứ hai nguy cơ cao, nguy cơ vừa. Thì cái bạn này nếu chúng ta không có thì chúng ta nên chụp lại hoặc là in ra và gắn tại phòng ở bàn làm việc, đặc biệt cái bàn khám ấy. Cũng như ở phòng mạch chúng ta cũng nên sử dụng cái này ha, để chúng ta giải thích cho bệnh nhân. Nhiều khi đường huyết rất là ok nhưng mà đã có tổn thương cổ đít rồi thì thôi là nó nằm trong cái nguy cơ rất cao. Đó thì nếu mà mỡ máu tiểu đường mà kèm theo rất là lipid máu thì có tăng từ ba cái yếu tố hồi nãy mình nói đó, đường huyết, lipid máu và tăng huyết áp. Thì nếu có thì chúng ta thấy là nếu một không có cái tăng huyết áp, không có rối loạn lipid máu thì nói chừng này, có lipid máu lên 1.75, chỉ có tăng huyết áp 1.18, nếu có cả hai cái này tăng lên 2.5, đây là nguy cơ nhồi máu, đây là nguy cơ đột quỵ. Có tăng huyết áp và có rối loạn lipid máu lên 5.9, thì chúng ta cái này là cũng tương đối là rõ ràng rồi, chỉ có đây là những cái con số cụ thể để nhắc lại chứ chúng ta biết thôi, nhớ thôi. Như vậy là giải pháp nào cho bệnh nhân Việt Nam? Thì đây là cái dữ liệu từ cái nghiên cứu UKPDS, nghiên cứu nổi tiếng là đăng lần cái dự kiện này, nó báo cáo rất là nhiều trong cái bài, nhưng mà cái này là một trong những cái bài báo cáo đầu tiên năm 2000 sau gần 20 năm đánh giá đó. Thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ nó biến chứng tim mạch nó tăng theo cái HbA1c trung vị, cái vàng vàng này là nhồi máu cơ tim và xanh tròn này là biến chứng mạch máu nhỏ, tức là biến chứng thận và cái bệnh lý vòng mạc đó. Còn đây là biến chứng mạch máu lớn, tức là nhồi
marketing. Rồi thì trước cái này cũng quá rõ ràng rồi. Trong từ năm 2000 tới giờ là chúng ta 20 năm rồi, chúng ta biết rất rõ cái chuyện này, mối liên quan rất là chặt chẽ. Như vậy là nếu mà hạ đường huyết á, thì có giảm được hai cái chuyện này không? Mạch máu lớn, mạch máu nhỏ. Thì cái này cũng nhắc lại thôi, cái này chúng ta cũng biết rất rõ rồi ha. Kiểm soát tích cực thì là giảm hết toàn bộ, nhưng mà chúng ta thấy là cái cứ giảm HbA1c 1% thì đây là các cái tỷ lệ giảm tương đương các cái biến chứng. À, nhưng mà gom lại mà có ý nghĩa thì chúng ta thấy là trong cái nguy cơ trong cái UKP đấy thì chúng ta thấy mạch máu nhỏ nó có ý nghĩa nhiều hơn. Trong cái mạch máu lớn nó không có ý nghĩa nhiều. Chúng ta thấy này, 0.4, 0.3 thì máu cơ tim thì cũng hơi có thôi. Trong cái biến chứng mạch nhỏ thì ý nghĩa liên quan rất là nhiều. Nhưng mà đây á, là chỉ sau 10 năm thì cái nhiều nghiên cứu UKP đấy, nghiên cứu đoàn hệ này, người ta tiếp tục theo dõi nhiều năm nữa, sau năm nữa thì lúc đó thì nó sẽ xuất hiện là cái lợi ích nó xuất hiện ở trong nhóm và bệnh lý mạch máu lớn là có. Còn trong cái giai đoạn mình báo cáo ngắn á, thì tôi thấy chỉ có mạch máu nhỏ thôi. Rồi đây là các nghiên cứu nhắc lại luôn là UKPDS, ACOG, Advanced VADT, Origin đó, chúng ta thấy là cái đa số á, là giảm biến chứng vi mạch, à, tức là mình biến chứng mạch máu nhỏ nhưng mà mạch máu lớn thì không. Đối với muốn mà giảm biến của mạch máu lớn và tỷ lệ tử vong thì lúc mới mắc á, chúng ta phải kiểm soát hết sức tích cực. À, còn nếu mà bệnh nhân đã bị lâu năm rồi thì tới chúng ta là muộn màng rồi, là không mang lại lợi ích gì. Lúc đó nếu chúng ta kiểm soát tích cực thì chúng ta chỉ giảm được mạch máu nhỏ thôi, mạch máu lớn rất là khó. Đó, vì sao? Vì chúng ta biết là cái mạng sơ vữa đã hình thành rất là nhiều. Rồi tổn thương mạch máu các thứ rất là khó khăn. À, thì chúng ta do đó là chúng quan trọng bệnh nhân tới chúng ta lúc nào, do đó nhấn mạnh cái yếu tố thời gian. Rồi chúng ta nhìn ở đây biết cái mạch máu nhỏ đều mũi tên xuống đi xuống. Trong cái mạch máu lớn thì chỉ có cái nghiên cứu UKPS mà báo cáo muộn á, thì có còn cái các nghiên khác thì không có nhiều. Về tỷ lệ tử vong thì chúng ta thấy là không ảnh hưởng nhiều nhiều lắm. À, thậm chí là nghiên cứu ACOG mà nếu kiểm soát chặt chẽ đường huyết còn hơi tăng một chút nữa. Thì đây là cái slide nói về cái hiệu quả khiêm nhường trên tim mạch và không có tác dụng lên suy tim nhiều. Rồi, nhắc lại như vậy là cái đường huyết là một phần thôi nhưng mà chưa có đủ. À, chưa có đủ. À, như như chúng ta thầy bói xem voi vậy đó, chúng ta phải xem tổng quát và đánh giá từ nhiều góc độ. À, thì cái chuyện mà đánh giá nhiều góc độ này đâu phải riêng gì là chuyện đái tháo đường, ở trong rất nhiều cái lĩnh vực. À, thì đây cái slide này cũng rất là hay dùng trong cái chương trình Keremie trong thời gian đây năm nè, 5 năm, 5 năm, mỗi mốc là 5 năm. Đây là mới mắc các yếu tố nguy cơ và đây bắt đầu tăng nguy cơ, đây xảy ra sự cố và đây là xảy ra biến chứng. Đây. Do đó nếu mà được chúng ta phải can thiệp ngay cái giai đoạn này nè, giai đoạn mới chớm ha. Mới chớm. Rồi chúng ta xem xét cái một số thuốc hạ đường mà ảnh hưởng lên HbA1c, huyết áp, cân nặng và dự hậu tim mạch. Đây các cái tiêu chí. Thì trong các cái nhóm chúng ta thấy là tất cả đều hạ đường huyết được, ok. Về huyết áp thì chúng ta thấy là những cái nhóm thuốc và truyền thống này đâu ảnh hưởng gì đến huyết áp. Thậm chí cái TZD này, Thiazolidinediol này có thể là tăng, làm hơi tăng nữa và nó giữ nước lại, do đó trong suy tim chúng ta có biết là chống chỉ định. À, chỉ có hai nhóm mới xuất hiện, đồng vận GNP1 và ức chế thụ thể SGLT2 thì có tác dụng nhẹ lên, có hạ áp được, có giảm cân nặng. À, và tất cả cái này đều hạ đường huyết ok, ngoài trừ hai cái này á, thì lại là hạ đường huyết quá mức. Dự hậu tim mạch thì tất cả những cái này chúng ta gần như là không có tác dụng gì ngoài trừ hai nhóm này. Hai cái anh chàng lính mới này là được chứng minh gần đây ha, là có dự hậu tim mạch. Thì chúng cái này chúng ta cũng biết rất nhiều cái hội thảo khoa học gần đây, trong vòng khoảng 5 năm trở lại đây. Nhưng mà trở lại cái này chúng ta thấy là cái một điều lý thú là cái gì? Metformin là một cái người bạn rất là lâu năm. Nó giống như aspirin ở trong cái hạ trong tim mạch vậy đó. Lại cho thấy là có lợi ích trên vấn đề cân nặng và dự hậu tim mạch. Đây, có dự kiện báo cáo. Tất cả những này đều có dự hiện hết chứ không phải là ta đưa ra khơi khơi gì đâu. Không ảnh hưởng cân nặng, nó chỉ vướng một chút xíu là cái gì? Là nếu chức năng thận dưới 30 thì không nên xài, không nên dùng, vì nguy cơ là có thể là nhiễm hoặc lactate.
Thì ngày hôm qua chúng ta có nghe cái vấn đề tiền đái tháo đường đó, thì metformin bây giờ đưa vào là thuộc một thuốc đầu tay trong điều trị tiền đái tháo đường, và trong đái tháo đường nó cũng là đầu tay, nó cũng là đầu tay. Và sau đó nếu có cái vấn đề về tim mạch thận nguy cơ thì thêm cái nhóm này vô đó, hai thằng này, một thằng rất xa xưa, một người bạn rất cũ và hai người bạn mới. Còn mấy cái ông lằng nhằng này á, thì nói chung là cũng được chứ phải không, nhưng mà nói về về kích cuộc tim mạch như hậu thì nó trung gian. Vấn đề giảm cân như thế nào? Thì chúng ta biết là các cái thuốc mà ảnh hưởng lên làm kích thích tiết insulin á, đặc biệt là cái nhóm mà insulin trực tiếp hoặc là nhóm kích thích tiết tế bào beta thì nó lại làm tăng cân. Do đó nếu chúng ta trong cái điều trị chúng ta phải để ý bệnh nhân. Nếu một số bệnh nhân mà thừa ký, cái này tôi cũng thấy thỉnh thoảng bị dính với bác sĩ chúng ta, người ta có khoa nội trú tôi ký bệnh án, tôi thấy chẳng đoán là thừa cân nhưng mà vẫn cho glimepiride rồi là diamicron vân vân, là có những cái thứ thuốc thay đổi khác chúng ta đưa vô. Còn insulin thì chỉ định lúc nào quá cần thiết, quá bắt buộc, quá cao thì mới cần thiết là chích insulin, chứ còn không không nên, vì sẽ làm tăng cân nặng rất là nhiều. Còn những cái thuốc khác mà nó tương đối sinh lý hơn, ví dụ như cái thuốc tác động đến hệ gliptin đẹp ức kéo DB4 và hai thuốc này, và đặc biệt là SGLT2 là cái cơ chế của nó là không có đụng chạm đến insulin mà làm tăng thải cái glucose qua đường niệu, thì gần như là nó lại có tác dụng giảm cân chứ không phải tăng, nó rất là tốt, không có hạ đường huyết, gần như không có bị hạ đường huyết, rất là sinh lý. Đặc biệt là cái nhóm DPP4 chúng ta nghe nhiều lần rồi, lúc nào chúng ta ăn vô ăn vào thì cái insulin tiết là lúc ăn thì nó sẽ ức chế cái đó, còn bình thường thì nó không 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 có tiết, không kích thích tiết insulin, cái đó gần như không bao giờ hạ được đó. Nhưng mà ở đây cái vấn đề chúng ta mở ngoặc ra thì đây là lợi điểm, nhưng mà đồng thời trong một số trường hợp nó lại đâm ra thành cái yếu tố bất lợi. Do đó nếu mà chúng ta kê toa những cái thuốc này trên bệnh nhân gầy yếu á thì chúng ta cẩn thận, hoặc các bệnh nhân mà huyết áp thấp hoặc là trong tình trạng suy tim mà vừa ra khỏi giai đoạn cấp. Gần đây chúng ta thấy là tứ trụ triều đình, cái ông này lọt vô tứ trụ triều đình rồi là điều trị suy tim ép giảm, nhưng mà trên bệnh nhân huyết áp ví dụ 8 năm rồi gầy yếu, BMI có 20 mốc thì chúng ta cẩn thận, thì nó sẽ làm suy yếu bệnh nhân thêm nhiều mà mất nước. Đây là cái lợi điểm, nhưng mà đa số các bệnh nhân bên phương Tây thì dự ký, do đó những cái thuốc này phải nói là quá sức là lợi. Mặc dù cái số liệu đây là hạ cân, chúng ta thấy là số liệu cân nặng hạ này, GLP-1 là giảm từ 1.2 cân 2.8 2.8 nè. Đây là các tên viết tắt cái tên các thuốc. Bên là Cana này, Dapa này, Empa này. Còn Cana là giảm được nhiều nhất là 4 kg. Ai ai mà đã từng có hơi mập mập chút mà muốn giảm ký là khổ sở lắm nè, không không phải dễ dàng đâu. Ở đây giảm được 10 kg, à 4 kg. Rồi, thì cũng có dữ liệu thêm là giúp giảm cân, giảm vòng eo. Rồi, rồi chúng ta thấy là cái tỷ lệ mỡ tạng của DAPA, mặc dù cái này là cái nghiên cứu không có lớn, nhưng không có lớn, không có số lượng bệnh nhân không có lớn, nhưng mà có được giảm mỡ tạng, giảm mỡ dưới da. Thì chúng ta mở ngoặc thêm thì gần đây là có một số cái chuyện mà liên quan đến phẫu thuật mà cắt mỡ. Không phải đơn giản đâu, và đã xảy ra tử vong trên cắt bỏ cái mỡ. Chúng ta biết cái mỡ mà mỡ tạng đó là nó không phải đơn giản là cái cục mỡ như chúng ta nghĩ mà bỏ vô chảo để xèo 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 chảy ra là đem nó phi hành là nấu ăn đâu. Cái cục mỡ đó, những cái tế bào mỡ đó là giống như tế bào nội tiết vậy đó, nó có tiết ra những cái chất đặc biệt có hoạt tính sinh hóa cao, interleukin này nọ, cytokine. Do đó là trong COVID chúng ta thấy vì sao mà các cái ông người béo phì mà bị bạo cytokine nhiều đó, là vì vậy. Bệnh nhân người Anh nó trên 100 kg đó. Nó kích thích cái tế bào mỡ nó tiết ra cytokine. Thì chúng ta thấy là giảm cái mỡ này rất là khó khăn. Và một số thuốc mà giảm cân nặng lưu hành trên thị trường đa số là thuốc bất hợp pháp và chúng rất nguy hiểm. Uống vô là không thấy giảm đâu, có thể tử vong. Trong đó những cái thuốc này thì có thể làm ảnh hưởng đến giảm được cái dạng này. Đương nhiên là những cái này là cái nghiên cứu phụ thôi chứ không phải nghiên cứu chính. Nếu chúng ta có một cái nghiên cứu RCT, tức là nghiên cứu đối chứng mù đôi các thứ mà về vấn đề này thì cái chúng ta sẽ nói mạnh dạn hơn, còn cái này là chỉ có quan sát thôi. Rồi như vậy nhắc lại là ba cái rối loạn lipid trong đái tháo đường.
Đây nhắc lại thôi, cái này từ thời sinh viên chúng ta cũng đã biết rồi, cái này không có mới. Tăng TG, giảm HDL, và đặc biệt là tăng cái LDL là đậm đặc, và nguy cơ tim mạch tăng đến 36 lần. Nó cái tam giác này. Và chúng ta thấy là ở bệnh nhân tiểu đường thì thậm chí xét nghiệm LDL có thể là bình thường. Đây, có thể là bình thường nhưng mà làm tạo ra một cái cảm giác là lầm tưởng là LDL bình thường là bình thường là ok rồi, nhưng mà không ngờ là cái khả năng LDL-C nhỏ nó lại là khả năng gây sơ vữa cao hơn nó rất nhiều cái nhỏ đậm đặc này trong bệnh nhân đái tháo đường đó. Do đó là cái nguy cơ cũng có, mặc dù trên cái xét nghiệm chúng ta thấy là có thể là không cao nhiều. Các thuốc hạ đường huyết ảnh hưởng lên cái lipid máu như thế nào? Chúng ta thấy là metformin có giảm được, hai cái này thì bình thường. Còn các thuốc này, các thuốc khác, nhóm khác á, tất cả nhóm sulfonylurea rồi là DPP4 là trung gian. Cái nhóm mà hai thằng mới á, SGLT2 và đồng vận GNP1 thì có thể bằng bình thường, thậm chí nó hơi cao, hơi 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 làm tăng lên. Nhưng mà chúng ta sẽ xem xét các slide sau vì sao mà cái tăng lên, vì sao nó lại là tăng như vậy, có phải là đây là tác dụng bất lợi hay không. Thì thật ra là không phải ha. Chúng ta thấy là vì vì cái hai nhóm thuốc mới này nó giảm chủ yếu là LDL-C mà nhỏ đặc, và nó lại làm tăng HDL. Do đó lúc mà xét nghiệm thì chúng ta thấy là cảm giác như là LDL mà LDL bình thường đó, có vẻ là hơi tăng lên một chút, có vẻ hơi tăng lên chút. Nhưng bù lại thì cái vấn đề mỡ bụng nó giảm được và nó sẽ tác động có lợi lên cái mỡ mỡ tạng như thế này. Do đó là cái ảnh hưởng đến xét nghiệm thì nó chỉ chẳng qua là cái con số thôi, cái con số. Và quan trọng nhất là cái LDL nhỏ đặc này, mình trong xét nghiệm thì mình không có thấy rõ con số này, nhưng mà trong các cái khảo sát nghiên cứu thì hai nhóm thuốc sau nó làm giảm cái đó. Đây chúng ta thấy là một cái khảo sát này là chứng minh điều đó, là LDL không rồi nhưng mà giảm được LDL nhỏ đậm đặc đến 20% và tăng HDL. Đây là tác động của DAPA. Thì nghiên cứu này thì cũng không phải là lớn ha, nhưng mà nó chứng minh cái điều, một cái điều là hơi nghịch lý, hơi nghịch lý. Nhưng mà thật ra cái này nó hơi tăng một chút xíu, nhưng mà bù lại cái thằng LDL nhỏ đậm đặc nó là giảm được 20%. Đó là cũng dữ liệu của DAPA giảm cái LDL đậm đặc. Chúng ta thấy những cái con số tăng lên và làm hơi tăng nhẹ cái LDL lớn ha. Nó nổi lên trên đó. Nhưng mà cái này phải nói, thật ra thì sau khi xem xét những cái vấn đề này thì chúng ta thấy là đây là cái vấn đề cũng không đáng ngại lắm, và bản chất nó là vẫn là có lợi, vẫn là có lợi. Lớn nhẹ tăng cái 18% cái lớn nhẹ, nhưng mà giảm cái nhỏ đặc giảm 20%, nhỏ đặc giảm 20%. Rồi cái này chúng ta cũng nhắc lại thôi, cái này không có mới. Chúng ta năm ngoái, năm nay, gần 2 năm nay chúng ta nhắc đi nhắc lại chuyện này rất là nhiều rồi. Đây là ESC 2019. Bệnh nhân đái tháo đường mà có tăng huyết áp á, thì cân nhắc cái này. Tại vì nó có hiệu lực là có giảm huyết áp được một nhẹ một chút và hơi tăng nhẹ nhịp tim một chút xíu, 3 nhịp phút thì không có đáng kể lắm. Cái mức độ huyết áp có tăng có giảm nhưng mà không làm thay đổi nhịp tim. Như vậy là những cái thuốc này có tham gia trong cái vấn đề hỗ trợ đạt huyết áp mục tiêu. Nhưng một lần nữa nhắc lại là trong các bệnh nhân suy tim mà chúng ta dùng đặc biệt SGLT2 thì chúng ta cẩn thận trên các bệnh nhân mà huyết áp hơi thấp. Rồi cái khảo sát này thì chúng ta thấy là có giảm được cái huyết áp nền ban đầu trung bình 2 đến 4 mm trên ngăn. Hỗ trợ thêm. Rồi. Thì đây là cái slide này thì cái cơ chế là coi như chúng ta thấy là rất là gần như là nó bao phủ tất cả mọi chuyện. Thì trước đây lúc mà tôi mới đọc mấy cái này chắc 2 3 năm thì mình ngạc nhiên, nói cái gì đâu mà thuốc thải qua đường thận, nhưng mà tại sao nó lại được quan tâm nhiều. Và từ từ các nghiên cứu mới chúng ta thấy là DAPA-HF, EMPA-REG OUTCOME, rất nhiều nghiên cứu. Và mới toanh nhất trong cái hội nghị ESC 2021 thì một nghiên cứu đưa ra là rúng động luôn, tức là Emperor Reserve, tức là có khả năng là điều trị thành công
cải thiện sống còn trong suy tim EF bảo tồn. À, đây là thuốc đầu tiên mà được cái đó trong cái nhóm này. Thì đó là EMPA. Thì tôi thấy, tôi nghĩ là DAPA thì chắc là cũng có một số cái dữ liệu đang 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 tiến hành về cái chuyện đó. Nhưng mà nói chung á, thì cái hệ SGLT2 này thì chúng ta thấy hiệu nó tác động lên rất nhiều cái mắt xích sinh lý, tác dụng lợi tiểu, tác dụng thần kinh thực giao cảm này, về chuyển hóa, về chuyển hóa sắt, về thận trên thận, về cơ chế khác, rồi là các cái tình trạng antioxidant, chống oxy hóa. Tất cả những cái này nó đem lại lợi ích cho tim mạch và thận và chuyển hóa. À, thì cái này là các cái nhà nghiên cứu mà chuyên sâu trong phòng thí nghiệm tiếp tục làm. Còn chúng ta về góc độ lâm sàng thì chúng ta biết các cái tác dụng mà các cái nghiên cứu mà đã công bố, tức là tác dụng lên cái outcome cuối cùng hết, gọi là tỷ lệ sống còn trong suy tim, tỷ lệ cải thiện chức năng thận, thì chính là những cái có lợi của thuốc ức chế SGLT2. Rồi cái này cũng nhắc lại thôi, chúng ta nghe rất là nhiều rồi, bằng chứng bảo vệ tim mạch. À, nghiên cứu gộp chúng ta thấy là MACE giảm cho nhân tiền sự này, nhưng mà thằng này so với thằng GNP1 á, thì chỉ có SGLT2 cho thấy có lợi suy tim và bình thận. Thì thật ra cái này nó rất là, mình rất là tiện, tại vì giả sử như GNP1 mà chứng minh mà con ngon lành hơn thằng này thì mình rất là tiếc. Thì vì sao? Vì nó mắc tiền quá, và chúng ta cái cơ hội chúng ta sử dụng cho bệnh nhân gần như là rất là ít. Tới bây giờ chúng ta thấy là ngay cả thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội thì cũng chưa có, không ai mới xài mấy thuốc chích nữa, rất là phiền. Chỉ có SGLT2 là nó tiện lợi vô cùng đó. Do đó là phân tích gộp cho thấy có lợi, và trong thực hành chúng ta thấy cũng rất là tiện về thuốc uống. À, GNP1 thì có cải thiện tỷ lệ tử vong được, có, nhưng mà suy tim suy thận thì không. Còn cái SGLT2 thì rất là nhiều, tác dụng lên rất nhiều nhóm. Hay một nghiên cứu đời thực. À, rồi thì các cái tỷ lệ MACE thì nhân đáy tháo đường tiếp 2 nhiều hơn. Đây là nghiên cứu đối đầu, so sánh cái dự kiện đối đầu của hai cái nhóm này. Dạ, được là cái tỷ lệ số bệnh nhân là 330.000, nó rất là đông. Và chúng ta thấy là cái tỷ lệ MACE mà giảm HR còn 0.68, tức là nó giảm được bao nhiêu? 32%. À, MACE chung đối nhồi máu cơ tim thì 0.72, tức là giảm được 28. Nhập viện cái suy tim giảm rất là nhiều, 0.59, tức là 41%. Và dạ, nhập viện con cho có một liều à. À, một liều để nói con nói cô, tại vì nhập viện hơi khó nên cho. Giọng ai hả? Hả? À, nhập viện do tất cả nguyên nhân tim mạch là giảm 82%, tức là 18%. À, thì tất cả những cái này chúng ta thấy là cái số liệu rất rõ ràng. Rồi cái này thì chúng ta rất là rõ, báo cáo rất là nhiều rồi ha. Empiric outcome, Canvas, Declatimy, 58 Vectis. Đó, những cái thuốc này thì thuốc này chúng ta chưa thấy. Cana với thằng này thì chưa rõ, hai cái này thì có rồi. Nhưng mà chúng ta lưu ý là cái đối tượng bệnh nhân á, ha, đối tượng. Thì chúng ta thấy là trong cái declare thì là cái tỷ lệ tử vong nó không có ý nghĩa. À, nhưng mà nó có lợi đến cái chuyện khác. Trong cái đó Empiric outcome thì có ý nghĩa tử vong. Đây là ba cái tiêu chí: nhập viện do suy tim, tử vong tim mạch và các kết cuộc thận. Thì trong cái declatimy thì chúng ta thấy là cái phổ bệnh nhân, cái đối tượng nó bao trùm bệnh nhân rộng hơn, bệnh nhân rất là rộng ha, là yếu tố nguy cơ tim mạch nhiều chứ chưa có bệnh sẵn. Do đó là chính vì vậy mà nó chưa thành bệnh, do đó cái tỷ lệ tử vong nó không có giảm nhiều. À, đó là nguyên nhân vì sao mà cái khác với các nghiên cứu khác là vì vậy. Mặc dù là nó tác động lên cái được các cái kết quả khác. À, cái về cái thận mà nhập viện như suy tim và cái kết cuộc tim thận nó lại có ý nghĩa thống kê. À, cái tỷ lệ dân số đại diện cho tiểu đường thì Empiric outcome nó chỉ là một nhóm nhỏ thôi, bệnh nhân đã có bệnh tim mạch, nhưng mà trong declatimy cái đối tượng bệnh nhân á, nó bao gồm bệnh nhân lớn hơn, các bệnh nhân nhiều yếu tố nguy cơ và cái bệnh nó chưa phát rõ. À, do đó chúng ta điều trị trong cái nhóm này, điều trị sớm thì cái chuyện tử vong nó chưa ảnh hưởng nhiều, nhưng mà các kết cuộc khác lại rất có lợi, chặn được từ xa, ý đồ là như vậy. À, đó là bên 8 lạng bên nửa cân, bên 8 lạng bên nửa cân, 12 cái này là cũng
chạy đua, cuộc chạy đua rất là dữ dội. Thì trong cái thận thì chúng ta nhớ là Dapa Skedi ra trước, sau đó Empa nó cũng rượt theo. Nhưng mà bên đến suy tim F bảo tồn thì là Empa nó ra trước rồi, Empa Reserve ra trước rồi. Và chúng ta chuẩn bị sẽ thấy Dapa trong cái năm 2021 hoặc là đầu năm 22 sẽ có, sẽ chắc chắn sẽ có. Rồi cái line này thì quá quen thuộc rồi ha, quá quen thuộc. Thì bây giờ GNP1 này cứ ghi ghi vậy, nhưng mà chúng ta thôi lơ nó đi, tại chúng ta không có, mệt quá không có thì đưa ra hoài. Đầu tiên hết, nếu bệnh nhân đã có sử dụng metformin thì tiếp tục sử dụng. Nhưng mà nếu có nguy cơ tim mạch hoặc nguy cơ đã có bệnh sơ vữa động mạch sẵn thì chúng ta bổ sung thêm SGLT2. Còn trước giờ chưa có gì, chưa có điều trị gì hết á, mà nếu có bệnh tim mạch thì chúng ta cho cái SGLT2 ngay từ đầu. Nói ngắn gọn là vậy thôi. Rồi sau đó nếu mà không kiểm soát được thì chúng ta thêm bớt một loại, hai loại gì tiếp tục sau. Rồi, đó là cái định hướng ngay bây giờ. Rồi, đây chúng ta nhớ là khuyến cáo sử dụng sớm. Thì đây là trong cái tiểu đường mà có hoặc là có cái yếu tố này, hoặc là yếu tố nguy cơ, hoặc là có bệnh sơ vữa. Nhưng bây giờ là từ góc độ tim mạch thì chúng ta đã tiến tới một bước là còn dài hơn cái này nữa, tức là bệnh nhân suy tim mà bất kể có tiểu đường hay không đều có lợi. Thì cái đó phải nói là khá là chấn động trong từ trước giờ, phải nói là một trong những cái thuốc mà nó đưa ra, và phải nói là cũng mình nghe đầu tiên mình không có tin ha. Nhưng mà dữ liệu như vậy rồi, thuốc điều đầu tiên để điều trị tiểu đường như bây giờ là tiểu đường hay không không cần biết, nhưng mà nếu có suy tim F giảm thì là có lợi và khuyến cáo điều trị đầu tay luôn. Đó, phải nói là mình chứng kiến một cái bước tiến bộ rất là lớn trong cái điều trị nội khoa suy tim. À, từ cái thời ức chế men chuyển, từ cái thời chạm beta tới giờ mới có một cái thuốc ghê gớm như vậy. Nhưng mà còn ghê hơn nữa là sao? Là suy tim MF bảo tồn á, thì các thuốc kia, thậm chí chạm beta, rồi ức chế men chuyển, cái thủ thể acne chả có tác dụng, không có cải thiện gì hết. Nhưng mà ông này là cải thiện. Đó, thì chúng ta thấy những cái tiến bộ trong vòng là thời gian rất là ngắn thôi mà nó đã thu phục được cái lòng tin của các cái bác sĩ tim mạch như vậy. Và tất cả đều chứng minh được bằng các cái dữ liệu nghiên cứu RCT chứ không phải nói cái khơi. Ở đây là còn cái tiểu đường thì thôi, như là chúng ta cũng quá rõ rồi. Vấn đề là gì? Vấn đề là bệnh nhân có tiền mua thuốc hay không ha? Vấn đề là gì? Vấn đề rất là thực tế. Và cái này có bảo hiểm tương lai có được vào hay không? Năm tới được vào không? Chưa? Năm tới chắc hy vọng tăng, có được thanh toán thêm không? Vừa rồi mình thanh toán 70%. Rồi. Đây là một cái checklist của hội tái tháo đường Canada. A, A1C dưới 70%, B là huyết áp BP 130/80, C cholesterol. Chúng ta phải giảm dưới 2 mmol hoặc là 50% ban đầu. Thậm chí nếu một nguy cơ rất cao là xuống nữa 1.4 lần, 1.4 lần. D là các thuốc bảo vệ tim mạch. Các thuốc bảo vệ tim mạch. Và chúng ta nhớ là có cái nhóm này này, mấy cái thuốc kia này, và nhóm này. E là bài luyện tập cơ thể, là ăn uống mà lành mạnh. S, giảm thuốc lá. Rồi đây là cái bạn giúp ích cũng tương đối dễ nhớ. Nhưng mà cái đoạn sau này thì chúng ta thấy là nhiều khi bác sĩ không có thời gian, do đó chúng ta mới có cái phòng tư vấn tăng huyết áp tiểu đường dưới này nè. Và mấy em cái nhóm điều dưỡng chúng ta là đang thực hiện đó, và bệnh viện chúng ta là một gọi là đứng số 1 của đồng bằng sông Cửu Long về vấn đề tư vấn. Và do thành tích như vậy thì hôm nay tôi mới quay lại số liệu thì cũng tính là khen thưởng cho mấy em thêm đợt nữa, thêm đợt trong cái vấn đề tư vấn này. Rồi trong cái COVID thì chúng ta biết rồi, đây là các cái dữ liệu trong cái COVID, bệnh nhân mà nhiễm COVID mà trước đó có đái tháo đường thì kinh khủng, bệnh nền chết như rạ, rất là nặng nề. Vì sao? Vì thằng COVID là nó kích hoạt các cái yếu tố viêm, mà trên cái tiểu đường chúng ta có sẵn cái những cái yếu tố nền tảng về rối loạn
các cái mạch máu như vậy rồi, do đó là càng trầm trọng thêm nữa, đặc biệt là các biến chứng về mạch máu. À. Rồi một cái slide này cũng hay thường xuất hiện, nó gọi là di sản xấu, bad legacy, di sản xấu. Tức là bệnh nhân mới, cái đường xanh này là đường phía trên này. Từ bệnh nhân mới được chẩn đoán với là H3A1C trong vòng 1 năm mà không được điều trị, thì sau 5.3 năm thì nguy cơ nhồi máu cơ tim tăng 67%, đột quỵ 51%, vân vân. Bệnh nhân ở đường xanh dưới thì bệnh nhân trong vòng được 1 năm chẩn đoán mà được điều trị tích cực mà H3A1C dưới 7, thì chúng ta thấy là cái đường này nó xích xuống, và cái chênh lệch giữa này, chênh lệch giữa hai đường này nó gọi là cái di sản xấu của đường huyết. Và chính cái di sản này nó mới gây ra các cái biến chứng. Đó là chúng ta thấy hồi nãy có nói một cái câu kết luận là bệnh nhân mà bị tăng đường huyết lâu năm á, đã lâu năm rồi mà điều trị bây giờ mới đến với chúng ta, và chúng ta bắt đầu điều trị tích cực. Chữ ET này có nghĩa là intensive therapy, điều trị tích cực, thì các cái biến chứng mạch máu lớn nó không có cải thiện nhiều. Do đó là bệnh nhân mới phát hiện mà điều trị sớm á, thì cái di sản này nó mới giảm được. Còn không, chúng ta thấy nè, không có giảm được. Và sau 5 năm là biến chứng, các cái biến chứng nó sẽ xảy ra. Nhồi máu cơ tim, đột quỵ, suy tim và kết cuộc tim mạch đó chung tăng đến 62%. Rồi, Việt Nam theo điều tra mới nhất gần đây, đây là các nghiên cứu khảo sát Việt Nam. Những cái mà cái dữ liệu mà tại nội địa tôi rất là thích, tại vì sao? Chúng ta trích dẫn cái dữ liệu nước ngoài thì dễ quá rồi, tài liệu đầy trên mạng. Nhưng mà chúng ta phải có cái dữ liệu riêng mình chứ. Mới xuất phát từ cái điểm đó, tôi luôn luôn là khuyến khích các bác sĩ trong các khoa mà các vấn đề gì mình phải có cái dữ liệu của mình, dữ liệu của bệnh viện tim mạch. Và tôi cũng nhiều lần trong các hội nghị mình cũng có tham gia trình bày, chia sẻ, tham luận các cái dữ liệu, ví dụ trong chạm beta của bệnh viện tim mạch như thế nào, và chúng ta thấy là không có bệnh viện nào làm hết trơn á, toàn nói chuyện người ta, không chuyện mình phải nói chứ, không thực trạng mình ra sao phải nói. Nhiều khi là không phải là tốt che xấu, tốt khoe cháu xe, mà mình phải đánh giá cái thực trạng mà mình cải thiện nó. Đó là cách tiếp cận trong cái cải tiến chất lượng. Mình phải có cái dữ liệu. Thì đây là Việt Nam này, 64% dân số chưa được kiểm soát đạt mục tiêu HbA1c. Khảo sát trên 1.622 bệnh nhân. Và chúng ta thấy là đây tôi đố mình các em ấy coi cái này, cái dạng gì, chúng ta thấy có cái hình móc này, móc quẹo rồi, chúng ta thấy cái gì hả, cái logo của cái gì nè, logo của cái hạng nào quen thuộc hả? Do đó cái này nó gọi là cái biểu đồ Nike ha, đúng không, Nike đúng không nè, cái đó là cái gì hả? Cái đó bạn, nguyên gốc nó là cái gì? Chánh nhớ không? Cái đó là gọi là cái boomerang của các thổ dân người Úc á. Cái boomerang là cái gì? Tức là cái cây rất đặc biệt, chúng ta ném một cái nữa nó quay vòng vòng, nó quay về ngay lại chúng ta luôn. Đó là vũ khí của thổ dân bên Úc á. Nó đánh săn mồi. Con chim nó bay, nó liền một cái trúng chim xong là cái cây nó bay về lại chúng ta luôn. Tôi cũng hiểu cơ chế nó làm như thế nào mà nó được như vậy. Gọi là cái boomerang. Thì đây là cái hình Nike, chúng ta thấy là các cái thuốc mà điều trị đường huyết thông thường á, chúng ta thấy sau 1 năm, 2 năm, thậm chí tới năm thứ 5, năm thứ 10 là cái đường huyết H3A1C ban đầu thì có vẻ là cải thiện, nhưng mà từ từ giống như nó lợn thuốc vậy đó, nó tăng giọt lên lại. Đặc biệt là cái nhóm gliburic, rồi là glimepiric, gliclazid thì đỡ hơn chút, do đó chúng ta thấy cái gliburic này sau này rất là ít xài. Đây là cái dữ kiện trong nhiệm, tức là nó không hiệu quả chứ, không, rất là khó khăn. Vì sao? Vì tế bào beta nó cạn kiệt rồi, chúng ta không có thể dùng các thuốc này để kích thích tiết ra nữa. Insulin đâu nữa mà tiết. Do đó càng thời gian càng về sau thì người ta mới nghĩ ra các cái cơ chế khác tác động lên cái, gọi là cái cơ chế non-insulin, không phải insulin. Ví dụ như là SGLT2 hoặc là cái nhóm gliptin nó sinh lý hơn. Còn cứ quát bắt tế bào beta tiết ra riết là nó cạn kiệt luôn.
Đây, đây là cũng là cái mô hình Nike nữa, nhưng mà chúng ta ở đây á, ở đây thì cái ở đây thì chúng ta thấy là AT&T là cái độ dốc nó thấp hơn ha, độ dốc nó thấp hơn, nó cũng có bị giảm nhưng mà không không có giọt lên giống như kia, trong khi nó cái nhóm Sulfonure nó quá sức tăng giọt lên rất nhiều. DP4 cũng bị, Metformin cũng bị, chỉ có TZD và thằng này, nhưng mà TZD chúng ta thấy rồi, bệnh nhân lớn tuổi và có suy tim thì rất là bất lợi đó. Và cái thời gian trì hoãn của thằng này á, nó kéo dài tới năm thứ 8 thứ 9, còn mấy này mới bắt đầu năm thứ 4 thứ 5 là nó bị rồi, nó giọt lên trên trên 7.5 rồi. Ở đây là cái biểu đồ Nike á, chúng ta thấy là cũng khá là rất là dễ nhớ, giọt lên. Thì phối hợp thuốc thì chúng ta biết như là bây giờ có hai nhóm, nhóm là thể lệ thuộc insulin và nhóm độc lập insulin. Trong cái nhóm độc lập insulin thì chỉ có riêng cái ông này đứng một mình. Em sinh em đứng một mình cũng sinh, đúng không? Trúc sinh, Trúc Mộc đều đình. Rồi, Trúc. Có Trúc nào? Trúc đi phát thuốc rồi. Rồi, đây là cái cơ chế bởi nó đứng riêng ra. Và nếu chúng ta phối hợp một nhóm là lệ thuộc insulin và một nhóm độc lập insulin thì phải nói là tối ưu, còn hơn là hai thằng này phối hợp với nhau nó càng vắt kiệt. Đương nhiên là ngoài trừ insulin này, còn mấy nhóm mà ức chế càng vắt kiệt cái tiết insulin nữa. Chỉ có metformin là nó tăng cái tiêu thụ của gluco ở ngoài vi, và phối hợp với thằng này rất là sinh lý. Đương nhiên nói vậy không có việc, không có nghĩa rằng tất cả những thuốc này bỏ hết, không phải, không phải. Nhưng mà chúng ta sử dụng những cái nào cho nó phù hợp. Rồi, chứ không phải bỏ hết tất cái này, chúng ta chạy theo cái mới, không phải. Ví dụ bệnh nhân gầy yếu, nếu bệnh nhân gầy yếu thì chúng ta dùng Exu rất là phù hợp, tại vì có thể nó làm tăng cân lên một chút định. Đó. Rồi cái năm 2020 thì Hiệp hội Đái tháo đường Thế giới thì phải phối hợp thuốc sớm ngay từ đầu. Cái chuyện phối hợp sớm ngay từ đầu này nghe rất là quen ha, gần đây bên tăng huyết áp cũng sớm và đái tháo đường cũng sớm. HbA1c trên là chúng ta cho phối hợp liền, chứ đừng có monotherapy nữa, đừng có đơn trị liệu nữa. Chúng ta có thể cho một cái metformin 0.5 và một cái SGLT2 nếu trên bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao và đã có hoặc là đã có bệnh tim mạch. Metformin cộng với là theo thứ tự trên xuống nè. Ba thuốc thì metformin cộng với lại là một trong ba nhóm này cộng với các cái thuốc còn lại. Phối hợp thế nào để dễ đạt mục tiêu? Thì đây là một cái phác đồ của bên Úc. Nếu đang dùng cái Med SU cộng DP4 thì cân nhắc cộng thêm cái này hoặc đổi cái DP4 qua Lipion hoặc là cái này. Nếu đang dùng Metformin DP4 SGLT2 thì cân nhắc thêm SU hoặc insulin. Nếu đang dùng một mình cái này thì cân nhắc insulin nền hoặc insulin trộn hỗn hợp. Cái này thì trường hợp nặng rồi ha, trường hợp nặng mình mới làm vậy. Nếu đang dùng insulin nền thì cân nhắc thêm SGLT2 hoặc GLP-1. Dừng thuốc nếu không giảm HbA1c trên 0.5% sau 3 tháng, trừ khi có chỉ định khác ngoài kiểm soát đường huyết. Nếu bệnh nhân mà có suy tim bệnh nặng mạng á, thì dùng SGLT2 để giảm nguy cơ nhập viện thì cái này là gần như là bắt buộc ngay từ đầu rồi. Bây giờ trong phác đồ suy tim là bắt buộc phải dùng cái này ngay từ đầu rồi. Trừ phi mà không dung nạp á, hoặc là do cái chức năng thận giảm á, thì mới đổi qua GLP-1. Phối hợp thuốc nên cân nhắc ban đầu khởi trị hạn chế thất bại, không chọn các thuốc cùng nhóm và cùng cái chế tác dụng. Và người ta cũng không quên người bạn xa xưa, metformin vẫn được nên duy trì nếu dung nạp tốt. Và những cái này thì đã được cái Bộ Y tế chúng ta đưa công bố rồi. Và trong cái phác đồ này nó sẽ bổ sung trong năm 2021 của bệnh viện chúng mình, bệnh viện về đái tháo đường. Rồi vậy phải kiểm soát tích cực từ sớm. Và chúng ta thấy là cái slide mấy slide trước tôi nói đó, là cái nếu bệnh nhân mà đã bị lâu năm mà tới chúng ta lúc đó là khá là muộn màng, phải kiểm soát rất là sớm. Cái nghiên cứu Steno này cũng hay được trình bày này, kiểm soát tích cực ba cái các yếu tố HbA1c, cholesterol toàn phần, TG, huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trường.
kéo nghiên cứu này kéo dài 7 gần 8 năm, theo dõi 13 năm và chúng ta thấy là tử vong biến cố tim mạch đều giảm. Kiểm soát tích cực ngay từ đầu. Cái này nhắc lại cái Canada hồi nãy thôi, A B C D E S. À, như vậy là trong cái chương trình Care Me thì có ba chữ K, Re và Me. Thì đó, K là cardio là tim mạch nè. Lọc, Renal tức là thận nè. À, cái mạch cái bơm này giống giống nhau, còn cái kia là me là cái chuyển hóa. Thì như vậy là cái vấn đề mạch máu, vấn đề bơm và vấn đề lọc. À, và đây là chúng ta cái phần nội trội, đây là cái phần chìm. À, như vậy là thường chúng ta chú ý cái phần mà nội trên này, có cái phần chìm như này chúng ta chưa có để ý lắm, chúng ta phải tích cực ngay từ đầu. Và muốn đọc cái này thì chúng ta phải giảm các cái yếu tố nguy cơ. Đó, đánh vô. Đây là trên này là phòng ngừa, lúc đã có bệnh rồi là phòng ngừa thứ phát, và dưới này là chưa có bệnh phòng ngừa tiên phát. Nãy giờ chúng ta nói là về vấn đề là đái tháo đường. Về tim mạch sao thì cái tim mạch thì đối với cái dụng lipid máu này nó quá rõ rồi, tôi sẽ lướt nhanh ha. Tất cả đều xoay quanh mạng sơ vữa hết, do đó là những cái bệnh gọi là bệnh tim mạch do sơ vữa ASCVD chúng ta biết rồi. Đó, chỗ nào mà có mạch máu tới thì mà có sơ vữa thì chỗ đó là tổn thương cơ quan đích, chúng ta biết tim, não, thận ba cái quan trọng nhất. Ở người đái tháo đường thì chúng ta biết rồi, cái chuyện mà tử vong hàng đầu là do nguyên nhân tim mạch. Rất hiếm khi thời đại nay mà chết do nguyên nhân tiểu đường. Rồi các nghiên cứu cũng chứng minh là LDL là nguyên nhân chính gây sơ vữa. À, cái này chúng ta cũng không có bàn cãi gì nữa. Và hạ LDL là tích cực nền tảng. À, chúng ta thấy là hạ xuống đến mức 1 millimol luôn. Hạ xuống mức 1 millimol giảm 10% tử vong chung, 20% tim bệnh mạch vành và 24% biến cố tim mạch chính, 15% đột quỵ não. Thì tới một số sẽ đặt câu hỏi là tại sao hạ thấp vậy, có nguy cơ không? Thì các cái khảo sát gần đây thấy không có ảnh hưởng gì hết. À, mọi chuyện vẫn bình thường. Và cái nguy cơ tim mạch LDL mà giảm như vậy thì sẽ có lợi về tim mạch. À, đây một cái này cũng hơi là lý thú một chút, tức là hạ LDL người đái đường. À, cũng giống hiệu quả người không đái tháo đường, tức là người không đái đường cũng có hiệu quả, mà trên người đái tháo đường càng hiệu quả. Thì các cái dữ liệu cũng đã chứng minh rằng là cứ 1 millimol LDL giảm mà giảm bằng statin thì giảm 9% tử vong chung, 24% biến cố mạch máu lớn. Và chúng ta phải nên điều trị tích cực ngay từ đầu, tức là liều cao. Thì vấn đề dùng liều cao mà high intensity statin thì chúng ta biết rồi. À, hiện giờ có hai thuốc được phân vô cái nhóm đó là Atorvast 40-80 và Rosuvast 20-40. Thì cái liều mà sử dụng Rosu chúng ta thường là 20. À, tất cả đều liên quan tới LDL. Thì thằng này là cái thủ phạm chính rồi, và chúng ta biết là trong này cái độ đậm đặc càng nhỏ chừng nào thì nguy cơ sơ vữa càng nhiều chừng đấy. À, thì gần đây một số thuốc mới như là PCSK9 giảm rất là mạnh, nhưng mà chúng ta rất là mắc tiền. Bây giờ mình chưa có. À, thì chúng ta tập trung vô. Và SMTMI thì nó bổ sung thêm. Trong khi nếu chúng ta chưa có đạt hiệu quả thì thuốc này hiện giờ mình vẫn chưa có nhiều, tôi cũng chưa có kinh nghiệm xài nhiều. Và chúng ta cứ sử dụng các cái statin truyền thống thôi. Rồi. Cái slide này phải nói là khá là cũ kỹ, những năm 95 chứ rồi, người ta chiếu lại cho mình thấy thôi. Cái mức độ hạ các cái nhóm, à, chúng ta thấy là chúng ta thường là mình, nếu mình nhân tăng TG chúng ta hay cho fibrat, nhưng mà chúng ta thấy là statin cũng có hiệu quả giảm fibrat triglyceride 14-29% trên 30%. Còn nó đương nhiên là LDL là nó là mạnh nhất rồi. À, và cái dung nạp bệnh nhân là rất là ok. Rồi, do đó là sau này thậm chí là các cái rối loạn triglyceride chúng ta vẫn cho statin vẫn là ok. Và thời gian từ lúc khởi đầu điều trị cho đến lúc là hạ được cái này, mục đích hạ mục tiêu á, thì của statin ngắn hơn so với không statin. À, đây là cái thời gian, đây là cái nhóm statin. Chúng ta thấy thời gian là 12, 3, 3, 5, 5, 10, tối đa là 30 thôi, còn dưới này là không statin. Chúng ta thấy là 20, không, không statin rất đây này, 24, 24, 14, 30. À, chúng ta thấy là cái thời gian này nó đạt, đây là các nghiên cứu. Đây chúng ta thấy các cái thời gian này nó đạt được ngắn hơn.
chúng ta cần phải phải rút ngắn thời gian, còn không để lâu quá thì nó biến chứng nó sẽ xảy ra trước khi mà LDN đạt mục tiêu. Đó, LDN thì chúng ta thấy là tác dụng lên TG luôn, giảm được TG luôn. Đây là LDN và đây là TG. À, đây là ban đầu, đây là giảm, giảm được là cái từng phần trăm này, 10%, và chúng ta thấy là cái ROSU, ROSU là ở đây, ROSU là giảm được gần 30%. AutoVAT, AutoVAT là cái tròn tròn này, và trên này là SIMVAT, đây SIMVAT thì giảm được 10-20%, AutoVAT ROSU thì giảm từ hai mấy cho tới là 30%. Đây là LDN thì mình biết rồi ha, tất cả đều giảm LDN rất là mạnh, nhưng mà cộng kèm theo giảm TG cũng mạnh. Rồi, cái statin này thì đây là một cái, nói chung là cũng không có ai mà đi học thuộc ba cái tên của mấy cái ông nội này, mệt quá ha, đâu cần học thuộc. Mình chỉ nhớ một số thôi, đây là các nghiên cứu từ năm 94 tới giờ. Và đây là các nghiên cứu đang tiến hành, sẽ công bố ha. Rất là nhiều nghiên cứu và nói lên cái lợi ích tim mạch thì chúng ta, những cái dự kiện này chúng ta quá thừa thả rồi, chúng ta biết là đều có lợi hết rồi. Giảm LDL là có lợi, bởi vậy nó mới đưa ra khuyến cáo. Đây mình chỉ nói nhắc lại các cái cơ sở trong cái nghiên cứu thôi. Ở đây chúng ta thấy là cũng có những cái nghiên cứu tăng huyết áp kèm theo nữa. ONHAT, ASCOT, rất là nhiều. Rồi bên Jupiter, rồi các nghiên cứu liên quan, nghiên cứu HOPE3, các thứ IMPROVE-IT. Tất cả nghiên cứu này thì đều nhằm mục đích là đánh giá cái hiệu quả của statin trên lợi tim mạch. Chúng ta thấy vậy mà người ta cũng chưa có thỏa mãn nữa, tiếp tục làm luôn ha. Tới sẽ có nghiên cứu trong năm 2022 sẽ công bố nghiên cứu CLEAR này. Tôi cũng chưa biết nghiên cứu nói về cái gì à, nhưng mà thấy xuất hiện ở đây Orion này, Starry này, đó sẽ có, sẽ xuất hiện ở đây. Rồi hạ LDN càng tích cực càng sớm, càng lâu dài càng tốt, phải duy trì, phải duy trì càng lâu càng tốt thì nó mới đạt kết quả. À, chúng ta thấy là đây là duy trì mà trên 4 năm thì chúng ta thấy là cái phần giảm được sự cố tim mạch là cái đường này, đường cong này nó dốc cao hơn. Còn cái này ngưng, ngưng trước khi 4 năm thì nó dừng lại đây thôi, còn tiếp tục trên 4 năm. Rồi nhắc lại cái rối loạn lipid máu người đái tháo đường thì chúng ta biết rồi đó. Đái tháo đường thì cái insulin trong máu nó sẽ tăng cao lên, kích hoạt từ giai đoạn đầu, do cái cơ thể nó không sử dụng được đường, do đó là nó giảm được cái giảm men lipid và tăng cường cái LDN mà trị trọng thấp, dẫn tới các cái vấn đề như là béo bụng, rồi là cái các axit béo tự do trong máu lưu hành rất là cao, và các yếu tố đó thúc đẩy quá trình sơ vữa động mạch. Nhắc lại thôi, rồi cái này cũng nhắc lại. Và lúc mà TG cao á, thì chúng ta cũng biết là cái LDN bị đánh thấp giả tạo, do đó chúng ta, do mình sử dụng cái công thức này nè. Nếu mình không có đo trực tiếp, nếu phòng xét nghiệm mình đo trực tiếp á, thì mới chính xác. Nếu chúng ta dựa công thức Fit One này á, thì nếu mà TG mà tăng cao thì chúng ta sẽ thấy là cái hiệu số này nó tăng lên và cái LDN nó sẽ bị giảm một cách giả tạo. Ở đây có một cái dạng gọi là kiệu hình người đái tháo đường, tức là cái vòng bụng tăng cao và bệnh nhân tăng cái triglyceride. À, đây là cái kiệu hình ở đường, và chúng ta thấy là cái kiệu hình này có mặt ở cả nam lẫn nữ, và có hội chứng chuyển hóa lẫn không hội chứng chuyển hóa. Nếu chúng ta dùng cái statin hoạt lực mạnh, tức là hai intensity của ROSU hoặc TOCPAS, thì vừa giảm được LDN tỷ lệ thấp cũng như là giảm tỷ lệ tự động cao, và trong phân tích gộp trên 7.800 bệnh nhân thì chúng ta đã chứng minh điều đó. Ở đây là một khi mà có cái tổn thương cơ quan đích thì cái tiến triển sơ vữa tăng rất là nhanh. À, chúng ta thấy là đây là cái chưa có biến cố gì, tới hồi có một cái thì nó tăng vọt lên, nguy cơ mạch vành tăng cao lên. À, do đó chúng ta thấy là nếu mà có cái tổn thương cơ quan đích là nó rơi vào nhóm nguy cơ rất cao, là vì vậy đó, do đó phải điều trị hết sức tích cực. Cùng một mức LDN nhưng mà người đái tháo đường với là người không đái tháo đường thì ở người đái tháo đường sẽ bị thiệt thòi hơn, do đó nguy cơ tim mạch tăng cao hơn. Đó, đây là bệnh mạch vành ở người đái tháo đường. Đây là có đái tháo đường mà không có bệnh tim mạch.
Còn đây là không có tim mạch và không đái tháo đường. Thì cái đường chúng ta thấy nằm thấp tít tít như này. Đái tháo đường, không có tim mạch. Đái tháo đường, bệnh tim mạch nhưng mà không có hội chứng chuyển hóa, không có rối loạn đường huyết lúc đó. Bệnh tim mạch có rối loạn đường, rối loạn chuyển hóa, hội chứng chuyển hóa và rối loạn đường huyết lúc đói. Impaired fasting glucose. Nó chỉ thua cái thằng này thôi. Do đó là năm ngoái năm nay thì chúng ta đưa ra, trên thế giới đưa ra khái niệm là bệnh tiền đái tháo đường là chính là đánh vào cái màn này. Thằng này là có đái tháo đường, bệnh tim mạch cao ngất nghẹo và đây là có hội chứng chuyển hóa và có rối loạn dung nạp đường huyết, thì chúng ta thấy là nó chỉ thua cái thằng này thôi. Chính vì vậy mà bây giờ nó tiền đái tháo đường nó tách ra thành một cái bệnh rõ ràng luôn. Chúng ta có cái mạ ICD rồi, nhớ không? Mạ mấy? R73.0. Có 0.0 nữa. R73.0 và để điều trị và cho phép điều trị luôn là cái bệnh luôn. Như vậy chúng ta ghi trong chẩn đoán là tiền đái tháo đường. Chúng ta thấy nguy cơ tim mạch nó chỉ thua cái thằng này thôi. Rồi cái này cũng rất quen thuộc. Đây, nhắc lại cái này, chốt lại cái slide cuối. Nếu mà nguy cơ thấp thì cái mốc ngưỡng là chúng ta thấy là 3 millimol. Nguy cơ vừa. Nguy cơ vừa là gì? Bệnh nhân dưới 35 tuổi nè. Cái tiểu đường dưới 10 năm. Không có yếu tố nguy cơ gì khác là 2.6. Nguy cơ cao. Tức là có các yếu tố nguy cơ. Có một tổn thương cơ quan đích là cái ngưỡng 1.8 và rất cao là xuống 1.4. Rồi nhắc lại là chúng ta có cái ngưỡng là 3, 2.6, 1.8, 1.4. Để dễ nhớ, mình bắt đầu bằng số 3 ha. Số 3 rồi đây là chênh nhau là 0.4 nè. 0.4. Rồi đây là chênh nhau là 0.8, rồi đây nhau 0.4 lại. Rồi. Thì cái bạn này cũng rất là, nếu chúng ta không có ghi nhớ thì những cái này chúng ta nên in ra để bàn làm việc tại bàn phòng mạch hoặc là lưu trong cái smartphone để có gì chúng ta bật ra và giải thích cho bệnh nhân. Rồi. Thì đa số bệnh nhân nội trú chúng ta đó là toàn là cao với rất cao mà. Chỉ có ngoại trú hòa may đó có cái này ha. Còn đã vào nội trú rồi thì gần như là đều có một tổn thương một cái quan đích là rơi nhóm này hoặc là nhiều. Bệnh nặng luôn thì là very high luôn rồi. Đã có bệnh luôn rồi. Do đó cái nhóm này chúng ta thấy là cái mục tiêu. Do đó gần đây thì cách đây nhiều năm thì các phòng khám cũng có khảo sát một số cái xét nghiệm có đạt mục tiêu chưa. Thì tôi nghĩ là trong cái bối cảnh mà các cái dữ liệu mà nhắc đi nhắc lại như này thì chúng ta nên chăng cũng nên khảo sát lại cái vấn đề là đạt hiệu quả mục tiêu LDN tại cái bệnh viện chúng ta. Trong một cái nhóm bệnh nào đó, tại khoa phòng nào đó thì nên đánh giá cái này. Nội trú cũng nên, ngoại trú cũng nên. Và chúng ta khởi động nội trú và theo dõi tiếp ngoại trú trong vòng mấy tháng, bao nhiêu lâu thì đạt được cái này. Và tỷ lệ bệnh nhân đạt được là bao nhiêu. Ví dụ trong cái nhóm bệnh là nhiều máu cơ tim có đặt stent, có đái tháo đường, mấy tuần luôn vô thì bắt đầu mình điều trị liều cao. Mình theo dõi sau 3 tháng đạt chưa. Tỷ lệ đạt là dưới 1.4 là được bao nhiêu. Còn nếu không đạt thì mình phải làm cái gì? Thì ở đây có cái nó mở ra một cái lối thoát, tức là nếu không đạt cái này thì ít nhất cũng giảm trên 50% cái đầu là cũng được ha, chứ không phải bắt buộc là đúng như này. Giảm 50% cái đầu. Thì những cái này chúng ta phải có đo lường và có cái báo cáo số liệu cụ thể để chúng ta có cái hướng. Tức là đo đạt. Đo đạt thì chúng ta mới thấy được cái thực trạng. Thấy được thực trạng thì chúng ta mới có được cái kế hoạch để cải tiến. Đó. Loay hoay rồi cũng quay về là cải tiến chất lượng. Thật ra cải tiến chất lượng là chúng ta mới rộ lên giống như là cái mới trào lưu mấy gần đây. Nhưng thật ra trong cái cuộc sống chúng ta lúc nào cũng có cái chuyện đó hết. Lúc nào mình cũng muốn tốt hơn. Muốn tốt hơn á thì phải nghiên cứu thực trạng và cải tiến. Cải tiến như xe công nông hồi xưa vậy đó. Cái đó là cải lùi chứ không phải cải tiến. Không có xe, không có xăng, do đó là cải tiến thành xe thang chạy. Thì nói cho vui thôi chứ thật ra thì chúng ta thấy là các cái bước này chúng ta phải đo đạt và nên có cái khảo sát. Nên có khảo sát. Rồi. Khởi đầu statin liều cao liền. Cái này chúng ta cũng rõ rồi. Hiện giờ chúng ta chỉ có hai nhóm. Là cao thôi. Còn lại là trung bình.
Lâu nay cái ông Fluvas này cũng đi đâu mất tiêu không thấy. Hồi xưa thấy cũng có Lovas, không có luôn. Giờ chúng ta chỉ còn ba ông chính. Atok, Rosu và Simbad. Cũng có một số cái báo cáo về tác dụng phụ ha. Nhưng mà theo như dự hiện tại tim mạch tới bây giờ thì chúng ta không có thấy những cái gì quan trọng về cái chuyện đau cơ, đau nhức cơ, chúng ta phải cẩn thận nha. Đó, giống như là ho bên thuốc cái kem mang chuyện vậy đó. Bây giờ chúng ta chưa cho thuốc gì hết, hỏi bệnh nhân nhức đau nhức lưng hay không thì chắc chắn là câu trả lời là có. À, do đó là đâu phải do statin. Nhưng mà tác dụng phụ gần như không đáng kể. Có một số trường hợp bệnh nhân tăng men gan các thứ thì chúng ta đã có khuyến cáo rồi, tăng bao nhiêu, theo dõi như thế nào thì đã có rồi ha. Tăng gấp 3 lần giới hạn trên thì mới gọi là có ý nghĩa. Chúng ta có thể tạm ngưng để đánh giá các nguyên nhân khác. Khoan vội là quy cho statin. Rồi nhắc lại cái này thôi, kiểm soát các yếu tố nguy cơ chính, giảm thiểu biến cố tiểu đường, nó tất cả những cái dao động. Chúng ta nhớ là cái dao động của HbA1c cũng như là dao động huyết áp tâm thu là cái bổ sung yếu tố nguy cơ trong cái bệnh tim mạch. À, cái vấn đề này trong mấy cái lần hội thảo trước tôi cũng có nhắc, là ví dụ phòng khám mình có khảo sát được cái huyết áp tại nhà bệnh nhân không, hàng ngày là ghi nhận lại. Và sau cái chu kỳ một tháng, mình cứ lấy cái số liệu đó mình nạp lại và mình phân tích coi cái độ lệch chuẩn của các cái số đó nó như thế nào. Độ lệch chuẩn nếu quá lớn thì nó gọi là dao động rất là cao. Còn nếu độ lệch chuẩn thấp thì dao động thấp. Và những cái đó nó có cái đánh, có góp phần vô cái kết cuộc tim mạch của bệnh nhân. Ở đây HbA1c cũng vậy. Cái này chúng ta chưa có làm được. Rất rất nhiều chuyện chúng ta thấy nước ngoài nó có làm. Mình ở đây mình đọc tài liệu mình thấy vậy là mình coi cái chủ dao động HbA1c này có ý nghĩa như thế nào. Đây này, standard deviation tức là độ lệch chuẩn của LDN này. Cứ mỗi độ lệch chuẩn của LDN thì chúng ta thấy tăng cái hội chứng và vành cấp lên 16%, tăng bất kỳ sự cố tim mạch nào 11%, tăng tử vong 23%, nhồi máu cơ tim 10%, đột quỵ 17%. Cứ một độ lệch chuẩn dao động tăng. Đó. Như vậy là những con số này là rất là quan trọng và nếu chúng ta muốn khảo sát thì chúng ta phải bắt tay vào để đo lường nó. Rồi một chuyện nữa là chúng ta dùng thời gian mạnh trong chuyện có yếu hơn. Chuyện có yếu hơn thì đương nhiên là trong nghiên cứu này khảo sát là chuyện từ cái Rosu mà xuống một cái loại khác yếu hơn thì là sẽ làm tăng nguy cơ là nhồi máu cơ tim và nên tránh được cái điều đó đi, nên tránh điều đó. Thì chúng ta thấy là không nên hạ xuống thang. Không nên xuống thang và không có nên đổi tới một cái thuốc khác nếu là bệnh nhân đang quen thuốc này. Cái vấn đề này nó khác cái chuyện mà kháng tiểu cầu kép xuống thang lên thang ha. Bên kia là tác dụng phụ, còn statin chúng ta thấy là tác dụng phụ gần như là không có đáng kể nhiều, do đó chúng ta không cần thiết phải xuống thang cái này. Vấn đề về tuân thủ như thế nào? Nếu chúng ta dùng hiệu lực mạnh, high intensity cộng với độ tuân thủ cao của bệnh nhân thì rất là tốt. Chúng ta thấy là đây, cái bức tranh này là độ dùng là liều không có mạnh, liều thấp và bệnh nhân là không tuân thủ. Chúng ta thấy là cái mức độ giảm gần như không có gì trên một. Nếu mà độ mạnh vừa mà cũng không tuân thủ thì nó xuống một chút là 0.9. Độ mạnh cao mà không tuân thủ cũng 0.9. Độ mạnh thấp mà tuân thủ á được 0.7. Độ mạnh vừa mà tuân thủ tốt 0.7. Độ mạnh cao tuân thủ cao 0.6. Như vậy là bác sĩ là cho độ mạnh cao rồi nhưng bệnh nhân không uống hoặc là đem thuốc đi làm gì đi bán thì không có hiệu lực chút nào hết trơn, không? Nhắc lại nữa, đây thêm nhắc lại lần nữa thì chứng tỏ cái slide này nó quan trọng mức nào ha. Nhớ các 3, 2.6, 1.8, 1.4. Rồi chúng ta nhớ ba cái mốc đó. Bên này thấp, vừa, cao, rất cao. Và các cái cách tiếp cận sử dụng sớm, khởi trị sớm. Tiếp tục điều trị tích cực. Phối hợp thuốc statin cộng ezetimibe cộng PCSK9
Thì cái chuyện tích cực này chắc mình dừng ngang cái Argentina thôi, chứ PSG9 còn lâu. Rồi thì cái bài khá dài nhưng mà tôi cũng cố gắng điểm lại trong vòng tiếng đồng hồ. Thì có một số kết luận như sau: kiểm soát tốt đường huyết, lipid máu, cân nặng, huyết áp là nền tảng. Cái này không có gì mới hết, xưa như trái đất, nhưng mà rất là khó thực hiện. Hạ LDL sớm và tích cực thì góp phần thoái trào HDL dự phòng. Hạ sớm và tích cực nhưng mà kết cuộc đo lường trong thực tế như thế nào thì vấn đề này chúng ta phải đánh một cái dấu hỏi lớn đây để xem. Chúng ta kê toa như vậy nhưng mà cái mức độ là bao nhiêu phần trăm bệnh nhân đạt thì chúng ta cái này chưa rõ nghe. Nước đặc biệt cái này là cái bên khối ngoại trú, chúng ta phải nghiên cứu cái này. Khối ngoại trú, tại bệnh nhân xuất viện rồi theo dõi về lâu dài thì coi đạt chưa. Rồi, một cái nữa là cái tin rất là mới, vui là cái chúng ta đã có một cái vũ khí mới. Và cái vũ khí này sử dụng được rất nhiều cái mặt trận. Trong đái tháo đường ok rồi, có cái lợi trên cái cuộc tim thận rồi. Trong suy tim AF bảo tồn, suy tim AF giảm có lợi luôn. Suy tim AF bảo tồn có luôn. Như vậy là một mũi tên bắn ra trúng đến ba bốn chim luôn. Ba bốn chim luôn. Rất là phải nói là trong này một cái tiến bộ khá là gọi là ngoạn mục trong một vài năm gần đây, thậm chí là nó còn còn muốn lấn át cái vai trò của chế men chuyển, chế thụ thể nữa. Nó đã làm một cuộc cách mạng, thằng này cách mạng này có vẻ là 4.0 à hay là 0.4. Rồi thì cái bài kết thúc ở đây, cảm ơn sự chú ý của các đầu cầu.